Bây giờ thầy trước khi trộn thư, các em chú ý cho thầy. Thầy có một cái bảng danh sách. Bảng danh sách chẳng hạn như là bảng danh sách của thôn chẳng hạn. Nhá, của thôn xã. Đây là số thứ tự. Đây là họ và tên. Đây là giới tính chẳng hạn. Đây là tổ dân phố. Đấy. Các em thêm dòng, các em ấn tab ra cho thầy. Nha. Đấy. Ví dụ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Các bạn chọn cho thầy ấy thôi, không cần trình bày được cái đây. Nguyễn Văn A này. Đấy. Nguyễn Thị B chẳng hạn. Thầy làm đây là thầy làm ví dụ nhá, còn các em sẽ làm đẹp hơn. Rồi Trần Văn C chẳng hạn. Thầy cảm ơn nhé. Rồi cảm ơn em. Vẫn thừa. Sao không mua cái gì ăn? Cảm ơn. Đỗ Thị D. Đấy, ví dụ như thế. Đỗ Thị C. Hoàng Văn D. Ngô Văn Công. Ngô Văn H chẳng hạn. Vũ Thị Hoa. Tổ dân phố 1 chẳng hạn. Đây dân phố 2, dân phố 1, phố 3, 4 chẳng hạn. 5. Giấy mời đi học. Đây chúng ta thấy là cái file này bây giờ chúng ta sẽ lưu trên desktop này, thầy lưu này. Đấy, desktop nhá. Thầy lưu gọi là danh sách đội trưởng, đội phó, gọi là danh sách lãnh đạo. Lãnh đạo thôn chẳng hạn. Lưu nó vào một file. Rồi ok, danh sách lãnh đạo thôn này nhá. Bây giờ hết. Giờ thầy bắt đầu mở một file mới, thầy đóng file này lại. Đóng lại. Đấy, bây giờ thầy mở file mới. Thầy mở file mới, thầy chọn một cái giấy mời với kích thước là nhỏ thôi. Kích thước thầy chọn là cỡ thật nhỏ. Rồi thầy cho vào đây là với kích thước là 15 cm nhân với 20 cm. Đấy. Thầy 15 nhân 17 cm hả? Ok. Đấy. Đấy, giấy mời như này nhá, ví dụ như thế. Thế bây giờ thầy sẽ ghi ở đây là Cộng Hòa xã. Giấy mời thì thôi không cần mời, mình chỉ ghi là như này. À, vẫn Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa thì.
đang ghi là thôn. Đi nhanh, đang thầy đang dạy sao lại đi? Lùa thôn Hạnh Phúc chẳng hạn. Đặt một cái đêm như thế. Xã kế hoạch hóa. Đó, thôn Hạnh Phúc. Đây chúng ta cho thầy này thôi, để đây. Và chúng ta cho cái này không màu, không có đường viền. Tức là border của chúng ta sẽ bằng 0. Các lớp chú ý nhá. Thế lúc này chúng ta về home, chúng ta chọn border bằng 0. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta mới giấy mời. Giấy mời họp thôn. Họp trưởng các đơn vị hay là trưởng trưởng xóm. Họp họp thôn luôn nhá. Họp thôn. Đủ thế. Cái giấy mời này các em cho nó vào giữa. Đó. Giấy mời xuống dòng. Này chúng ta cho nhỏ này. Thôn chẳng hạn. Rồi. Xuống dòng chúng ta ghi kính mời. Kính mời ông bà. Ông bà nha, chú ý như thế này. Bây giờ thầy muốn nét chấm đến đây. Thầy nhìn cái con tab đây. Đấy, thầy đưa chúng ta nhấp vào đây nhá, cho hiện cái tab trái ra cho thầy. Chúng ta nhấp đến đây. Đó. Được chưa? Xong rồi nhá, xong rồi chúng ta mới vào phần đây. Chúng ta chọn tab. Chúng ta chọn đặt đây. Set. Ok. Ông bà. Đó, đến đây nhá. Ông bà. Kính mời ông bà. Đầu tiên là mình sẽ kính mời ông bà. Tổ chúng ta gọi là tổ dân phố. Tổ dân thôn. Tổ dân thôn. Đó, tổ dân thôn. Số. Đó, đến đây chúng ta bắt đầu lại đưa con này ra đây. Số mấy chúng ta đưa ra đây của dòng mới. Còn dòng này chúng ta xóa đi, nhớ chưa? Cái cũ là của dòng trên thì chúng ta phải xóa đi, không nó lại lẫn xuống dòng dưới là không được. Sau đó chúng ta lại vào tab, chúng ta đặt set. Ok, thầy làm chậm cả lớp nhìn. Đấy. Rồi, đến đúng ngày. Tháng 11/2020 đến trụ sở thôn. À, đúng ngày này có mặt tại trụ sở thôn để họp bàn về việc tổ chức 20/11 cho các giáo viên tiểu học mẫu giáo trên địa bàn thôn. Đấy là cái dưới chúng ta ghi trân trọng kính mời.
trân trọng, ghi chữ trân trọng. Đấy. Rồi chúng ta lại chèn một cái bảng nữa gồm hai cột. Đấy, chúng ta ghi phía bên này. Chúng ta ghi là ngày 15 tháng 11 2020 chủ tịch chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể ghi là trưởng thôn, thầy ghi hơi nhiều ấy, trưởng thôn, trưởng thôn chẳng hạn. Xuống ký xuống đây. Đấy, chỗ này của các em là chúng ta cho nó không màu. Đấy, no border. Rồi bây giờ cả lớp chú ý nhá, thầy có mẫu này xong rồi, thầy ghi nó vào, thầy ghi vào computer, thầy chọn desktop, thầy ghi là giấy mời, thầy ghi vào. Ok xong, bây giờ thầy sẽ làm việc như sau. Thầy vào chỗ phần mailing, nhớ chưa, thầy mới chọn, thầy chọn bảng đã tồn tại, tức là use excel list. Đấy, thì chúng ta lên desktop, chúng ta mở cho thầy cái danh sách lãnh đạo thôn là cái file vừa xong. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đặt con trỏ vào đây, đặt con trỏ vào đây đã. Ông bà nào, bây giờ mình mới chui vào đây, mình chọn danh sách desktop, chúng ta chọn danh sách lãnh đạo thôn. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, lại kia đã nhá, đợi thầy một tí ở cái bảng kia đã. Danh sách đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rồi tại đây các em chọn cho thầy họ và tên. Đấy, tại đây chúng ta chọn tổ dân phố. Rồi khi chọn vào đây rồi thì chúng ta nhìn nhá, chúng ta sẽ view kết quả. Các bạn nhìn này. Đấy, view kết quả nhá. Bà Đỗ Thị C tổ 2, ông Hoàng Văn Đê tổ 3. Đấy. Thế thì cái con trỏ của chúng ta lúc trộn thì chúng ta cho lùi nó ra một tí. Thầy quay trở lại, bách lại tí nhá. Thầy chưa trộn vội. Để ra đây này nó hơi xấu nhỉ, thế là cái lúc tab. Rồi thầy xóa cái này đi nhé. Tab đấy, xóa này đi, cách ra một ít xong tab để cho nó khỏi liền vào đây. Ông bà hai chấm,
dân số thôn số 2 chấm tổ dân phố số. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khi sau khi nhận danh sách ở đây rồi nhá. Sau khi nhận danh sách rồi thì chúng ta bắt đầu mới vào đây. Chỗ này, chỗ đây thì chúng ta cho cái trường danh sách là họ và tên. Đấy, đây thì chúng ta cho là tổ dân phố. Đấy. Ví dụ như thế thì khi người ta in, người ta cứ thế đến cái file nào người ta in một cái là nó ra tất, chứ người ta không cần phải viết lại cho từng người nữa. Chỉ cần có một cái chỗ kính mời ông bà, còn tên là tự động nó ra. Cả lớp hiểu ý thầy không? Nhá. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ tự động chui từ file bảng sang file mẫu. Cả lớp nhớ chưa? Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Tức là cái bảng là chúng ta làm xong chúng ta cất vào desktop hay là vào đâu đấy. Mẫu thì chúng ta làm ngoài đúng không? Xong rồi ta dùng trộn nó vào. Thế thì dữ liệu ở cái bảng nó sẽ nhảy sang bên phần mẫu đây. Các lớp hiểu không? Có rồi thì bây giờ các em làm cho thầy nhá. Đầu tiên là các em chọn chỗ này để nhận đã. Đó, nhận cái danh sách. Phần đây là sửa danh sách. Còn sau nhận xong thì chúng ta mới insert major field. Chúng ta vào đây. Đó. Chỗ nào là họ tên thì chúng ta chọn họ tên. Chỗ nào là tổ dân phố chúng ta chọn tổ dân phố. Người ta làm như này thì chỉ cần một mẫu, nhưng mà tên thì nó tự động nó thay, tổ dân phố tự động nó thay đúng không? Thế với một bài toán là gửi gửi giấy mời cho cả lớp các em thì các em nó sẽ tự động tên nó đến từng bạn một, nhớ chưa? Để giúp cho người ta là đỡ phải gõ lại tên, ngồi gõ lại lâu. Xong chưa các em? Ok nhá. Rồi ok, bây giờ các em làm cho thầy.